Xin chào tất cả các bạn. Cho nên mình hiện nay đang là chiếc Asus MemoWatch 8, một cái máy tính bảng mới nữa của Asus vừa mới tung ra thị trường Việt Nam. Thì đây, trên tay mình là cái hộp nguyên siêu với cái hình ảnh của chiếc MemoWatch 8 ở phía trước và logo của Asus. Ở phía sau thì chúng ta có một số những cái thông tin. Như ở đây, nhà sản xuất rất là cẩn thận khi mà hướng dẫn cho chúng ta cái cách sử dụng cái máy tính bảng này với những cái thông tin kèm theo. Ở đây có 8 hộp tất cả. Ở phía dưới là những cái thông tin về số email cũng như số series của máy. Ngoài ra thì chúng ta có một cái điều đặc biệt ở chiếc máy tính bảng này, đó là cái nó chạy có một chip 64 bit mới của Intel với cái tên mã là Z3745. Thì với con chip 64 bit này, nó sẽ hứa hẹn cho được một cái hiệu năng rất là tốt ở cái tầm giá dưới 5 triệu một cái máy tính bảng giá rẻ. Bây giờ mình sẽ thu thập để các bạn xem những cái phụ kiện kèm theo cũng như cái ngoại hình của chiếc máy tính bảng MemoWatch 8 này. Và đây là chiếc máy tính bảng MemoWatch 8 của chúng ta. Để mình lấy ra cho các bạn xem. Đây, ở phía trên thì chúng ta có một những cái thông tin chính của cái MemoWatch 8, như là cái màn hình có độ phân giải 1280x800 với chip xử lý của Intel 4 nhân, màn hình chuẩn HD với những công nghệ hỗ trợ như MiraCast để chúng ta có thể truyền lên những cái TV, hay là có cái công nghệ hai loa âm thanh stereo Sonic Master với cái tên mã là ME181CX. Đây là phía sau. Cái ngoại hình của nó khá là tốt. Mình cầm cái vỏ sau mình đã cảm thấy thích rồi. Rồi, mình sẽ nói với các bạn sau về cái máy tính bảng này. Tiếp theo thì chúng ta có một số những phụ kiện kèm theo. Như ở đây chúng ta có một adapter sạc của Asus. Những phụ kiện là những cái sách hướng dẫn kèm theo cũng như warranty card. Cuối cùng thì trong hộp chúng ta chỉ có cái cáp sạc micro USB thôi. Và như vậy đây là tất cả những cái phụ kiện kèm theo cái Asus MemoWatch 8 vừa mới có hàng tại Mai Nguyên. Và trên tay mình hiện nay đang là chiếc Asus MemoWatch 8 với một chip 64 bit. Đây nó chạy cái giao diện Zen UI, các bạn có thể thấy rất là mượt mà. Phía trong chúng ta có những cái dãy icon với 6 cột. Và chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 5 hàng ở kênh tất cả. Như vậy một cái phần giao diện như thế này nó hiển thị được khoảng 30 kênh cùng với những cái hiệu ứng ở phía dưới này. Đây chúng ta có những app kèm theo như trong phần setting. Xong rồi trong phần about. Máy chạy cái Android 4.4.2 mới nhất. Rất là tốt. Ngoài ra chúng ta có một số những cái thành phần khác cũng quen thuộc với người dùng. Như cái phần user này thì chúng ta có thể sử dụng nhiều cái tài khoản để chúng ta có thể đăng nhập, người lớn tuổi có thể dùng được và trẻ con cũng có thể sử dụng để chơi game, là mình có thể tách riêng những cái tài khoản ra để phục vụ cho cái nhu cầu riêng. Đây chúng ta ở mặt trước chúng ta có một màn hình 8 inch với cái độ phân giải là 1280x800, phía trên là một cái camera trước với độ phân giải là VGA, ở phía dưới là logo của Asus được in chìm vào phía trong cái phần màn kính này. Ở phía sau thì chúng ta có cái phần mặt lưng được làm bằng nhựa nhám. Đây mình cầm cái này nó rất là bám tay, cầm cái này rất là bám tay, rất là tốt. Với cái logo Asus nằm ở đây và cái camera 2 megapixel nằm ở góc. Tiếp theo thì ở trên chúng ta có cái vị trí của cái cổng tai nghe 3.5, một cái mic để chúng ta có thể hỗ trợ cho việc ghi hình. Ngoài ra thì còn có cái cổng micro USB ở phía trên. Ở phía dưới thì hoàn toàn không có gì cả. Trên ở bên cạnh trái thì chúng ta có cái khu vực của cái phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn được làm hơi chìm ở phía trong tí, nó không có nổi ra những cái như những cái máy khác của Asus. Thì mình bấm cái này nó cảm giác nó hơi không có được đã tay lắm bằng những máy khác. Ở bên cạnh phải thì chỉ có vị trí của cái cổng, của cái khe cắm thẻ nhớ thôi. Như vậy về cái ngoại hình thì chúng ta có cái đường viền xung quanh máy giống như là kim loại, thì mình sẽ xác định sau về cái phần này. Với cái phần viền kim loại này thì nó sẽ làm cho cái máy nhìn mỏng hơn và khá là đẹp, một cái điểm trang trí cho cái phần thiết kế của máy. Ở phía trong thì chúng ta có những cái phần về giao diện Zen UI, có thể là mình nói là nó đã rất là quen thuộc với người dùng Việt Nam rồi, do cái dòng Asus Zenfone nó đã phổ biến với mọi người. Ở đây chúng ta có những cái icon rất là giống nhau
ở đây có cái phần gallery, thì mình sẽ mở thử một cái đoạn phim để các bạn xem được cái khả năng trình chiếu của nó. Mình sẽ mở cái âm thanh thật lớn lên để các bạn có thể cảm nhận thử cái khả năng phát video của nó. Đây mình thử cái tác vụ con chip xử lý của nó như thế nào thì khá là nhanh, các bạn có thể thấy mình tua tới đâu là nó đã chạy tới đó, nó không có bị giật lắc như một số máy của bạn khác. Rất là nhanh. Thì để các bạn có thể rõ hơn, chúng ta có cái hệ thống loa nằm ở phía dưới này, nên các bạn khi mà các bạn cầm như thế này nó sẽ dội vào trong cái tay chúng ta để nó tạo ra cái âm thanh sống động hơn, không có đi ra ngoài nếu mà chúng ta trang bị cái phần loa ở phần này. Thì về cái phần giao diện cũng như cái phần cấu hình thì Asus MemoBud 8 có cái cấu hình cũng khá là tốt ở cái mức giá là 4 triệu đồng với con chip 64 bit, tốc độ là 1GB 4 nhân với RAM 1GB, còn dưới trong của nó là 8GB. Thì với mức giá khoảng 4 triệu đồng, Asus MemoBud 8 với con chip 64 bit, một trong những cái máy đầu tiên họ sở hữu cái con chip 64 bit của Asus, cho chúng ta cái hiệu năng khá là tốt, màn hình cũng tương đối là đẹp. Ở cái mức giá này mình rất là hài lòng với cái chất lượng cả về thiết kế cũng như cái phần mềm bên trong của Asus MemoBud 8. Đây là một sản phẩm hướng tới những người dùng, là những người dùng cần tìm kiếm một cái màn hình lớn để chúng ta có thể giải trí, học tập hay là chúng ta có thể sử dụng để thực hiện những công việc như là văn phòng. Trên này chúng ta có thể cài thêm app để chúng ta có thể sử dụng được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.